Please entry the arena. Please look the screen. The winner is Red Corner Mary Francis Padiot from Philippines. Như vậy với tổng điểm 9,960, vận động viên đội tuyển Philippines giành huy chương vàng. Với tổng điểm 9,945, vận động viên Indonesia giành huy chương vàng. Chúc mừng thành tích của các vận động viên. Calling for jury. Thank you, our athletes from Indonesia and Philippines.